Sáng ngày 6 tháng 12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xã Thạnh An được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay chưa có chính sách ưu đãi đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại xã đảo. Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông, cư trú ở xã đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã năm học 2023-2024 đến 2025-2026 là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một học sinh một tháng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ thêm tiền tổ chức dạy học 2 buổi một ngày cho học sinh, áp dụng từ năm học 2023-2024, mức hỗ trợ 135.000 đồng một học sinh một tháng ở bậc tiểu học, 180.000 đồng một tháng ở bậc trung học cơ sở và 280.000 đồng một tháng ở bậc trung học phổ thông. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non cư trú ở xã đảo Thạnh An đang học tại xã này là 160.000 đồng một tháng. Tiền đò và ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiện Liền, xã Thạnh An gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 990.000 đồng một học sinh một tháng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và không quá 9 tháng một năm học. Tại kỳ họp thứ 13, khóa 10, sáng ngày 6 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là 3.686,56 tỷ đồng, trong đó 2.545,89 tỷ đồng vốn trong nước và 1.140,67 tỷ đồng vốn nước ngoài. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án như dự án xây dựng nút giao An Phú 500 tỷ đồng, dự án thành phần 1 thuộc dự án đường vành đai 3 số vốn 500 tỷ đồng, xây dựng mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh 45,89 tỷ đồng, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên 1.500 tỷ đồng. Tổng số ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo dự kiến hơn 75.577,216 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 74.282,709 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 1.227,941 tỷ đồng. Bố trí vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án BBB và dự án phục vụ dự án BBB là 6.814,845 tỷ đồng. Bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố là 58.431,684 tỷ đồng. Đồng thời, phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công của các huyện và thành phố Thủ Đức từ nguồn vốn ngân sách thành phố là 1.294,507 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Tam Kỳ đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt do thực hiện vụ cướp tiền của nhân viên cây xăng trên địa bàn huyện Bắc Trà My vừa qua. Theo đó, rạng sáng ngày 6 tháng 12, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên lưu thông trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ nên tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên, qua làm việc, người này cho biết sáng hôm qua ông không dùng xe này mà cho người khác mượn và người đó hiện đang ngủ trong nhà của ông. Các trinh sát đã ập vào nhà bắt giữ được Vũ Viết Hải, quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trước đó, lúc 19 giờ 40 phút ngày 26 tháng 11, một đối tượng đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh. Khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy hơn 15,6 triệu đồng, đối tượng rồ ga bỏ chạy.
ngày 6 tháng 12, nguồn tin báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, cơ quan chức năng đã kết luận liên quan sự cố sụt trượt tại gói thầu 02XL thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông. Theo kết luận giám định tư pháp của Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân sụt trượt khối đất đắp sang nền trong quá trình thi công xảy ra 5 đợt, từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, do không có giải pháp thoát nước ngầm dẫn đến mất ổn định toàn khối. Mực nước ngầm có trong khối đất đắp sang nền là do nước mưa thấm xuống, nước ngầm sau khối đất đắp sang nền thấm vào. Vật liệu đất đắp ở độ chặt K90 thuộc loại thấm vừa chiếm 20% và tính thấm ít 80%, phân bổ xen kẹp theo chiều sâu và theo chiều ngang. Chất lượng thi công của các nhà thầu không đạt độ chặt yêu cầu K90, làm tăng tính thấm của vật liệu đắp, dẫn đến quá trình xảy ra sụt trượt nhanh hơn. Theo thống kê ban đầu, sự cố sụt lún tại dự án này đã gây thiệt hại ước tính khoảng 75 tỷ đồng. Sáng ngày 6 tháng 12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy khiến hai người tử vong trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 5 tháng 12, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà trong con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nên hô hoán dập lửa nhưng không thành. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chặn hết các lối thoát. Hai người bị mắc kẹt bên trong căn nhà hoảng loạn cầu cứu. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị liên quan đã có mặt chữa cháy cứu người mắc kẹt. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai người đàn ông ở gần cầu thang và tầng trệt căn nhà. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.